Tuấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi. Gửi lời chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là ngày 28 tháng Chạp 2021, 28 Tết nha anh em. Nhằm ngày 30 tháng 1 2022. Thì mình làm video cấp cứu một con dê bị chứng hơi nha anh em. Thì chủ cho ăn cặn cù của đám tiệc nha. Thì bị chứng hơi. Thì những trường hợp như thế này sẽ cấp cứu như thế nào mà các anh em cùng theo dõi hết cái video nha. Để mình can thiệp con bê như thế nào mà hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm thực tế nha anh em. Rồi mời các em cùng theo dõi hết cái video. Rồi mình tới chỗ nghe anh em. Thì đường rất là xa nha. Khoảng đi về phân trên 70 km. Chủ điện rất là nhiều cuộc thì đến cấp cứu con dê nha anh em. Đó thì hôm nay là 28 Tết rồi nghe anh em. Tới chuồng nghe anh em. Chuẩn bị lên chuồng nha. Đây thì con bê con dê này nghe anh em. Dê này bị đổ thuốc tiêu không à, rồi không hết rồi. Vô đường nào vậy? Vô đường nào? Giờ hết đi. Kẹo vô á. Đó thì bụng rất là căng nha anh em. Cỏ ra bông bông nha. Rồi mình sẽ vô quay mình cấp cứu cái ca này như thế nào nghe nè, chia sẻ kinh nghiệm thực tế đến với anh em nha. Mình thường xuyên mình cũng điều trị trên dê nha anh em, đỡ đẻ dê luôn. Mình có ít cũng ra video cái này, mình sẽ làm vlog mình hết nổi luôn, quay chia sẻ kinh nghiệm thực tế bên dê hả? Luôn nghe anh em. Anh em nào có yêu quý kênh đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo nha. Sáng giờ bị sáng giờ là bị hồi sáng tới giờ nghe anh em. Hồi sáng thì bụng nhỏ. Hai con nè, một con kia nó phình trước là nó chết rồi. Thì con này giấc chiều này nó cũng đang phình rất là to nha. Chủ báo mình gấp ra gấp nha. Đường rất là xa. Thì đó mình cột dây nha. Thì dìu cách nào nó cũng không đứng nữa anh em. Đứng vậy hết nổi luôn. Nó anh hồi nãy bên đó nè, cho đứng vậy. Chèn ép thở không nổi luôn, đứng không nổi. Nha. Đưa rõ thách rõ được không? Thôi thì mình dùng kim thông hơi nha anh em.
cấp cứu này nha. Đó, thì kim này kim số 7 thôi nha anh em sử dụng kim số 7 thôi nha. Thì đó những hộp bên bò thì mình dùng choca mình thông hơi, thì mình bên dê thì mình kim kim số 7 thôi nha. Dùng kim lớn quá thì hơi ra rất là nhiều, để làm giảm khí oxy lên não của dê, làm chết đột ngột nha anh em. Thì ra cho ra từ từ nha, kim số 7 nha. Các anh em nào cười cứ sơm vô chỗ cao nhất của con dê, mình gõ nha, tiếng lóng gõ gàng nha, hơi nha, xì nha các anh em. Thì kim số 7 rất là nhỏ, thì các anh em nó hay là có nước vô là nó bị hơi nghẹt nha, anh em phải nghe, rồi không có thì mình xử lý, mình thông kim lại và ghim chỗ khác nha anh em. Những hơi gò cao đó, thông đến khi nào bụng dê xẹp lại, hợp cấp cứu nha anh em. Dê thở không nổi, chèn ép ruột phổi rồi nó chèn ép nó thở không nổi nha anh em, hơi rất là nhiều. Hơi nó xì ra nha anh em, cảm nhận được nha anh em. Thì khi nào nó hết xì thì các anh em về chỗ nha, cứ mạnh tay ghim những chỗ nào mà cao nhất, hơi nhiều nó sẽ ra nha anh em. Thì những trường hợp cấp cứu như thế này là rất là an toàn nha anh em. Thì anh em nào để cho chậm trễ là dê chèn ép thở không nổi là dê có thể chết đột ngột nha anh em. Đó, thì mình sẽ thay kim nha, kim mới luôn, dài cho kim kim này số 7 nha anh em. Đó, mình những cái kim kia mình có ống mình rút cho thông hơi lại. Đó, mình sẽ nghe hơi đã giảm rồi nha anh em, thì cái xì ra thì cũng ớt. Đó, mình sẽ làm khi nào đến bụng dê xẹp lại. Mời các anh em cùng theo dõi hết cái video nha, xem mình cấp cứu ca này như thế nào và dê đứng như thế nào, mình chích thuốc cho uống nha anh em, điều trị ca này như thế nào. Mình chưa thường xuyên điều trị bệnh cũng trên bò, trên heo, gà, vịt và trên dê luôn nha anh em. Mình ở đẻ dê, điều trị diêm vú rồi tất cả trên dê thì cũng có nha anh em, mình cũng ít làm ra video. Thì sau này mình sẽ ra những video chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đến với bà con chăn nuôi. Thì cứ anh em cứ mạnh tay sơm vào, hơi không nghe nằm thoát ra rất là từ từ thôi, cứ đâm nhiều chỗ chứ không sao hết, chỗ nào có hơi thì cứ thoát ra. Khi nào anh em gõ là hết nghe tiếng lóng thì bụng dê ra xẹp. Đó, thì mình có 2-3 cây kim nha, thì cứ thông hơi, nghe hết xì thì về chỗ nghe anh em. Có khi nước nó, trong đó thì nó có da thịt có ấy thì nghe bích nhạt kim. Đây là những kinh nghiệm chia sẻ thực tế đến với bà con nha. Bà con có yêu quý kênh, đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo nha, khi mình ra những video chia sẻ kinh nghiệm thực tế này. Thì khung giờ phát sóng của mình là phát trực tiếp là 11:45, có video mình có mạng thì phát khung giờ 11:45. Thì 18:30 mình mua bán trao đổi mai, 18:45 mua bán trao đổi bò, khung giờ 19:00 mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tế như thế này nghe anh em. Đó, bụng bê còn cũng dê còn hơi to. Đó, mình ra thông một chút nữa sẽ dìu bê dê đứng dậy nha anh em. Đó, mình lộn như con bê với con dê hoài. Thì điều trị trên bò rất là nhiều, dê thì nói chung một hai ấy cũng ít thôi, mình không ít là không có làm video. Đây, mình làm video cho các anh em xem. Thì nói chung là chuồng này rất là xa nha anh em, chủ điện mình nay 28 tháng chạp rồi, Tết rồi, xa quá rồi mình không có nhận ra này, nhưng mà chủ điện quá trời như cứu giúp thì mình đi gán đi nha anh em, đi mình về gần 80 cây số làm cái video chia sẻ kinh nghiệm cho các anh em cùng xem.
đó thì đó, nhiều là con bê dê bụng sắp xẹp năm rồi, gõ này cũng bớt kêu rồi nha, thì mình diêm một hay ấy nữa là cho con dê đứng dậy thế nào nghe anh em, cho bớt thở hơn trước rồi đó. Thì xong thì mình sẽ cho uống thuốc nghe anh em, để các anh em có dùng chích thêm một mũi thuốc thuốc khỏe và cho nó uống thuốc. Anh em nào có men tiêu hóa hoặc là gốc đưa chỉ đường ruột colistin micolistin nói chung là chỉ đường ruột nghe anh em, thì cho bê uống một ngày hai lần thì sẽ mau phục hồi nghe anh em. Rồi thì mình sắp hết khí hơi trong bụng mềm rồi nghe, xẹp rồi nghe anh em, thì mình cho con dê đứng dậy chích thuốc và uống thuốc như thế nào. Đó, sắp hơi sắp thoát rồi, hết rồi nghe anh em, bụng rất là xẹp rồi nha. Rồi, con dê đứng dậy như thế nào coi còn hơi hay không mình cho thoát ra thêm nha. Cũng rất là mềm rồi đó. Thì mình thường xuyên ra những cái video chia sẻ những kinh nghiệm thực tế ha, giúp cho bà con chăn nuôi và càng có thêm kiến thức. Rồi đó mình đỡ dê đứng dậy nghe anh em. Đó, ra đứng rồi nghe, bụng rất là xẹp rồi nha. Đó, mình chích một hai cái nữa cho nó mềm xẹp luôn. Rồi gõ hơi nghe tiếng lóng nha. Rồi hơi ra hơi ra hết luôn. Xẹp nghe em. Mình diêm thêm chỉ thì diêm kim thì mình diêm những chỗ nào là cao nhất nha. Hơi nhiều nhất, cao nhất. Mình ép dồn hơi lên. Đó, mình diêm những chỗ cao ra được rồi. Hơi sẽ thoát ra từ từ nha, kim số 7 thì rất là nhỏ, hơi sẽ ra rất là chậm nghe anh em. Kim số 9 là ra rất là nhanh nha, ra cái tiếng kêu luôn đó. Rồi mình cho thoát ra hai một chút nữa dê sẽ đi tới đi lui được bình thường nghe anh em. Rồi mình cho uống thuốc luôn nha. Đó, bớt thở rồi nha. Đó, khỏe rồi. Hợp này không cấp cứu sớm là có thể nguy hiểm đến con dê nghe anh em, cũng càng ngày càng to vàng ép phổi một phần bên trong thì nó sẽ dẫn đến ngạt thở rồi chết nha, không cấp cứu kịp thời. Cái bò cũng vậy nghe anh em, phát hiện sớm thì mình cho uống thuốc hoặc điều trị cấp cứu là hết nha. Đó, xẹp lách nghe anh em, hết chiêu nha, nói nghe tiếng trong rồi nghe. À, thì dê vẫn bớt thở hơn trước rồi nghe anh em, từ từ dê sẽ khỏe lại. Đó, bụng xẹp lép hết nha. Rồi mình sẽ tiêm một mũi thuốc nghe anh em, tiêm một thuốc, mũi thuốc khỏe. Rồi chích nha anh em. Đó, thì tiêm một mũi thì bây giờ từ từ sẽ phục hồi lại nghe, và cho uống thuốc luôn nghe anh em. Thì thuốc này thì mình vừa nói, bắt đầu mình cho uống thuốc đây. Đặt lên. Uống đi sống rồi. Thế ấy đi, vô cho uống thuốc nghe nè. Cột dây lại. À, cột dây lại. Đứng rồi nha. Rồi, uống thuốc nghe nè. Rồi. Hết một chai thuốc luôn. Rồi, bê từ từ phục hồi ruột lại nghe nè. Thuốc này điều trị bên đường ruột nha. Men tiêu hóa.
ông men tiêu hóa vô, ruột mau phục hồi và trở lại bình thường. Xong rồi, vừa xong muốn nghe Nam đó, bụng dê nó nghe Nam lép hai bên rồi, rõ hết nghe tiếng kêu rồi nha, xem được rất là nhiều. Rồi thì B đã dần dần hồi phục nghe Nam, đi tới đi lui được rồi nha. Rồi thì xin nhắc lại, anh em nào có yêu quý kênh, đăng ký kênh, nhớ nhấn chuông để nhận tất cả các thông báo nha, khi mình ra những video chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đến với bà con chăn nuôi. Rồi B này đã hồi phục nghe Nam. Rồi đó, bớt thở nghe Nam. Rồi thì cái video mình đến đây là cũng sắp kết thúc nghe Nam. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video tiếp theo nha. Những khung giờ phát sóng của mình là 19 giờ, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế như thế này nghe Nam. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em nha.